Chúng mày muốn ăn gì? Tao à? Tao muốn mạng sống của mày ấy. Đứng lại! Chúng mày làm cái gì đấy? Chân chân! Chân chân à? Tao đang định bắt mày đấy, mày chui đồ vào rộ à? Mày chịu chết đi! Vậy chúng mày đi tìm cơ hội lấy quả bóng này cho tao. Đúng như đâu rồi, chúng bạn qua đại ca. Hả? Đi đâu? Đại ca, tin tưởng em. Đại ca, tin tưởng em. Có mày nữa. Đi xem bọn nó thế nào đây. Cuối cùng mới phải đi à đại ca? Mày lên đi. Mày lên trước đi. Mày lên đi, tao đến điểm trợ thôi. Mày lên đi. Đợt này mà lấy được quả bóng về đại ca chúng to luôn đấy. Mày cứ lên đi, tao đến điểm chợ cho. Không phải sợ đâu. Mày không được chó thì mày lên đi tại điểm chợ cho. Mày lên trước đi, tao ở đây tới điểm chợ cho. Sao mày đi thế, mày sợ chết à? Đi. Ôi đại ca. Thì chúng mày có đi không thì bảo. Ôi đại ca, em tưởng đại ca ở nhà cơ mà. Đại ca không tin tưởng chúng mày nên bảo tao đi theo chúng mày đấy. Đi. Đá nhẹ quá. Chắc có thể là vậy đấy. Mày ra kia đứng. Đại ca, em lại phải ra đại ca. Đại ca thì để đá lại nào. Ê này, kia có phải là quả bóng của mày không? Ôi đại ca, bóng bị sao đại ca? Đại ca, sao đấy?
mày đi xuống đây. Bắt nó. Đưa quả bóng cho tao. Tao ăn chín rồi. Đừng bắn. Tao chưa đưa bóng cho mày. Tay tay, chạy đi. Bóng của ta. Yeah.